em có trong quá trình vận chuyển ấy, thì nó bị gãy mất mấy củ. Đây có một củ đấy rất là đẹp ấy. Đó, cái chỗ này thì chắc nó khoảng tầm đây này có những củ rất là to đấy, vip. Đây có củ này gần như là vẫn còn nguyên nhưng nó bị nứt, để nó nứt mất chỗ này. Đó, còn đâu này, gãy đầu rồi. Với cả ấy, hàng rất đẹp luôn đấy. Chỗ này của em thì chắc nó có khoảng tầm gần chục cân. Bác nào mà lấy hết thì em tính giá tròn 450. Đó, hàng này thì là cứ 450 hàng gãy. Hàng này về nhà mà ngâm thì có những cái củ như này về nhà có thể lối, lối lại lên bình vẫn ok. Đó, hàng cực kỳ đẹp. Đó, 450 cho đi hết. Đó, mọi người có thể là đây, củ này cũng gần như còn nguyên, gãy mất chân. Đó, đấy, hàng này chắc chỗ này cũng phải khoảng tầm chục cân. Đó, lấy hết là 450 cho đi luôn. Đó, mọi người nhé. Kính chào tất cả quý ba anh chị. Thì ngày hôm nay em về tiếp tục một lô nhục không dung. Nói chung là cái đợt này thì nhục không dung ấy là nó rất là trắng, hàng thì nó rất là đẹp. Đó, những cái lô này thì đây, những cái loại củ ngắn nhá. Cái hàng này thì nó cứ khoảng tầm 1 cân 4, 1 cân rưỡi này. Hàng trắng đẹp đó, và hàng liền thân hai củ với nhau này. Đó, đây liền hai củ. Các thứ hàng ngắn rất đẹp luôn. Đó, rất tròn củ. Và cả hàng dài nhá. Những cái mùa này thì là bắt đầu thời tiết nó mát mẻ hơn thì củ đi trong quá trình vận chuyển ấy thì nó sẽ không bị đen, mà hàng nó rất là trắng. Chỉ có khi nào mà cất vào trong kho lạnh ấy mà để thì là nó, nếu mà nó dính nhiệt lạnh sâu quá thì nó mới đen. Đó. Đây hôm nay thì em có một cái ít là cái hàng nó bị gãy. Chỗ này chắc là 5-6-7 cân. Hàng này thì cứ loại này như này thì cứ 450 là em bán. Đây có một cái củ này liền ba củ rất đẹp mà nó gãy mất một củ ở giữa này. Đó, hơi tiếc. Hàng thì cực kỳ trắng luôn. Đó, hàng này thì chỉ có là khi nào mà em cho lên trên kho để bảo quản ấy thì có thể là nó hơi xuống màu hơn một tí. Nó cũng không quá là ảnh hưởng nhiều. Đó. Đây. Cái loạt này thì đây có những cái củ rất là đẹp. Đó, hàng này củ trắng, dài, ngắn đều đầy đủ hết. Loại này này thì hàng dài này này thì nó sẽ ở dưới đất sâu hơn. Đó, nó sẽ ở dưới đất sâu hơn một chút. Đó, còn hàng ngắn này thì nó sẽ ở trên, nó sẽ nông hơn. Đó, còn hàng thì cát nó vẫn còn nguyên. Đó, đây, hàng thì cực kỳ đẹp. Đấy, những củ này nó còn xoắn. Đây, còn xoắn hai củ vào mấy nhau. Đó, đây, hàng trắng đẹp, to. Và nhìn rất là thích mắt. Đây em còn thêm có mấy củ dị. Em để riêng ra đây. Đây, có một cái củ này. Dị hai đầu này, bẹt đầu này. Củ vẹt đầu em bỏ củ vẹt đầu đây. Củ vẹt đầu này thì nó già quá thì bắt đầu này cái màu của nó xuống rất là sậm này. Vẹt đầu rất đẹp đó, nhìn rất là hay nhá. Củ này này, củ này chắc nó được khoảng tầm 1 cân 7 cân 8. Còn đâu cứ trung bình cái hàng này, trung bình thì cái hàng này nó đây, như củ này thì 1 cân rưỡi này đó. Mấy củ mà nói chung là cái hàng này thì nó cứ sẵn sàng 7-8 lạng, cân hơn 1 cân. Ví dụ như ba củ này, ba củ 1 cân 9, nó cứ khoảng tầm 6-7 lạng một củ, 6-7 lạng một củ. Đó, đây một túi này, mấy củ dính liền nhau tròn đây. Đó, 2 cân 3. Đó, cái hàng xô này thì như cái hàng này thì em cứ tính là hàng xô, nó đẹp như này. Đó, hàng xô. Ở đâu hàng dài như này cũng, đây là xô dài, hàng xô dài này cũng rất là đẹp. Đó, rất là tuyệt vời. Hàng này thì cứ 600, 650, 700, 750 tùy từng mã. Và hàng này thì em vẫn cứ nhận là lên phôi bình cho mọi người. Đó, lên tùy từng loại bình. Đó, ví dụ như kiểu là bình 25.8 này, hay là bình những cái loại bình 25.8 Phú Hòa, hoặc là lên kể cả Hàn Quốc em lên phôi cho mọi người. Cắt ghép rất là đẹp. Đó, đây ví dụ như củ này liền hai củ nhau 1 cân rưỡi. Loại này chính là cái hàng vip nhá mọi người nhá, bởi vì là nó liền đáy và hai củ đi lên thì nó đẹp, là rất là hàng vip. Đó, còn đây một số củ này, đấy như củ này cũng liền này. Củ này này một củ nó già hơn, nó nhìn được cái màu củ, da củ nó sẽ sậm. Đó, màu nó sẽ ra sậm.
Đây, ví dụ như củ này là hàng dài. Đó, đây ra sợ củ này vào 2 cân. Đây, đầu nó chạm 2 cân. Đó. Rất đẹp. Hàng này thì tính là hàng VIP này. Hàng này có một đôi. Đôi củ. Đó, dính liền chân. Loại này lên bình trụ cao thì nó thật sự là đẳng cấp luôn. Đó. Quá đẹp, bởi vì cái đôi này nó là lên bình, nó là để mà sau này Tết uống này và để ngắm nhìn rất thích mắt, vì cái này nó theo kiểu dáng bonsai. Đó, nếu mà em mà gửi đi cho mọi người, em sẽ buộc dây thít. Đó, chắc chắn như này, sau đó em bọc xốp ở ngoài đi để tránh vỡ cái đít này ra. Đó, để cho an toàn. Hàng luôn luôn là đảm bảo chất lượng. Đó, nhìn rất thích. Đó, hàng này. Và còn rất là nhiều hàng khác nữa. Này, trắng này, một củ một. Trắng đẹp luôn. Đó. 1 cân 15. Hàng này cũng tính là hàng VIP. Đó, hàng này đi 7 chặng. Đó. Thì lô hàng thì em có như thế này. Thì nói chung là nó rất là nhiều các mã. Có còn hàng to hẳn nó khoảng mấy cân. Hiện tại là lúc này này. Em chưa hết rồi, chắc là phải chuyến xong. Khoảng 1 2 hôm nữa. Bởi vì em về liên tục nhưng có hôm thì quay được, hôm thì không. Đó. Thì video thì em xin quay đến đây. Đó. Rất là cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi hết video của em. Kính chúc mọi người một ngày mới làm việc vui vẻ, một buổi tối bên gia đình hạnh phúc. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.